Xuyên suốt lịch sử, ngành công nghiệp trò chơi điện tử đã không ít lần chứng kiến những gã khổng lồ, những kẻ từng được gọi là huyền thoại phải ngã xuống và rời khỏi vị trí của mình chỉ vì không thể đuổi kịp được hơi thở của thời đại. Trong quá khứ, chúng ta đã từng có những chiếc máy chơi game tuyệt vời đến từ các nhà sản xuất nổi tiếng như Atari, Sega hay Nintendo. Để rồi khi thời thế thay đổi, những kẻ mạnh hơn như PlayStation của Sony hay Xbox của Microsoft bắt đầu nhảy và đá những vị vua già ra khỏi cuộc chơi, tạo nên Big Three của ngành công nghiệp game hiện đại bao gồm Sony, Microsoft và Nintendo. Đúng vậy, cho tới nay, dù đã trải qua 133 năm hình thành và phát triển, thế nhưng Nintendo đã, đang và vẫn sẽ là một trong những nhà sản xuất máy chơi game lớn nhất thế giới. Hãy nhìn vào những con số mà dòng máy mới nhất của hãng là Nintendo Switch đã đạt được. 103,54 triệu máy đã được bán ra tính tới ngày 31 tháng 12 năm 2021. Hơn 681 triệu phần mềm được bán ra dưới dạng digital trên Switch. Lợi nhuận hàng quý của công ty tăng 44% kể từ khi chiếc máy này được ra mắt. Chắc chắn rằng, ai cũng sẽ thấy được những tác động khổng lồ mà chiếc máy này đã mang tới cho ngành công nghiệp game. Thế nhưng, liệu bạn có biết rằng, trước khi Switch ra đời, Nintendo đã từng phải đối mặt với nguy cơ phá sản hay không? Vậy thì hãy cùng Phê Game đến với câu chuyện về sự ra đời của Nintendo Switch và cú chuyển mình ngoạn mục của Nintendo nhé! Well, the wait is over. This is Nintendo DS. Với việc phát hành hai hệ máy là Nintendo DS vào năm 2004 và Wii vào năm 2009, Nintendo đã chứng kiến mức doanh thu kỷ lục tăng theo thời gian và đạt đỉnh điểm vào năm 2009. Tuy nhiên, vào những năm tiếp theo, con số này bắt đầu có xu hướng giảm dần. Để đối phó với tình hình này, vào năm 2012, Nintendo đã cho ra mắt hai hệ máy mới với cái tên là 3DS và Wii U. Thế nhưng có vẻ như nước cờ này của Nintendo không thật sự đạt được hiệu quả như mong đợi. Trong khi 3DS đã đạt được những thành công nhất định, thì người bạn đồng trang lứa Wii U lại tỏ ra là một chiếc máy nhàm chán và đầy khiếm khuyết. Điều này đã để lại cho Nintendo một khoản lỗ khổng lồ cùng với việc tụt giảm doanh thu liên tục. Tính tới khi hệ máy này bị khai trừ, công ty chỉ có thể bán ra được 13,5 triệu máy Wii U. Trong khi đó, số máy Wii được bán ra đã là 101,6 triệu chiếc, tức là cao hơn đến 7,5 lần. Những con số biết nói này đã khiến cho Wii U trở thành con ghẻ của Nintendo và là chiếc máy chơi game ế hạng nhất của hãng kể từ khi được thành lập năm 1889. Đến năm 2014, với sự thất bại thảm hại của Wii U cùng sự bành trướng thế lực của nhiều đối thủ khác trong lĩnh vực vốn là sân nhà của mình, Nintendo đã phải suy nghĩ và cân nhắc lại về việc thay đổi chiến lược về sản xuất và phân phối sản phẩm console. Cụ thể thì, theo tờ The New York Times, Nintendo đã khá là do dự trong việc quyết định liệu họ có nên dấn thân vào thị trường game mobile, thứ đang có xu hướng phát triển vào thời gian đó hay không. Thế nhưng, trả lời báo chí về vấn đề này, ông Iwata Satoru, cố chủ tịch đời thứ tư của Nintendo đã đưa ra nhận định rằng Nintendo sẽ không còn là Nintendo nữa nếu tập trung vào một thị trường mà họ phải phụ thuộc phần cứng từ các hãng sản xuất thiết bị di động. Tuy nhiên thì cơm áo gạo tiền, Nintendo cuối cùng cũng đã phải ký thỏa thuận với một công ty khác có tên là Dena để có thể đưa một số thương hiệu nổi tiếng của mình lên những chiếc điện thoại thông minh, từ đó cải thiện doanh thu trong khoảng thời gian này. Có thể kể đến vài cái tên nổi bật như Pokemon Go, Super Mario Run hay Animal Crossing Pocket Cam. Vào tháng 7 năm 2015, Nintendo lại tiếp tục phải đón nhận thêm một mất mát to lớn khi chủ tịch Iwata qua đời vì căn bệnh ung thư ống mật. Vị trí của ông sau đó được hai nhà điều hành cấp cao của công ty là Takeda Genyo và Kimishima Tatsumi đồng đảm nhiệm với vai trò là giám đốc đại diện. Một thời gian sau, Kimishima Tatsumi được thăng chức trở thành chủ tịch đời thứ 5 của Nintendo. Trong khi đó thì Takeda lui về trở thành người tư vấn chuyên môn cho Kimishima. Ông cũng đã về hưu vào năm 2017, kết thúc 45 năm sự nghiệp lừng lẫy của mình. Cứ ngỡ rằng chuỗi ngày khó khăn của Nintendo sẽ cứ tiếp tục mãi. Thế nhưng vào năm 2017, hãng đã chứng minh cho cả thế giới thấy rằng danh xưng huyền thoại của mình không chỉ là cái danh hão. Bằng việc cho ra mắt bom tấn lớn nhất năm ấy, chiếc máy Nintendo Switch,
ông lớn làng game đã tự cứu lấy bản thân, đồng thời ghi tên mình trở lại đường đua của máy chơi game tại gia, cùng Sony và Microsoft. Sự xuất hiện của Switch. Để nói về sự hình thành của Nintendo Switch, chúng ta hãy cùng tua ngược lại thời điểm mà chiếc máy Wii U vừa mới được phát hành, tức là vào năm 2012. Ngay từ những công đoạn đầu tiên, ông Kim Mishima, chủ tịch tương lai của Nintendo, đã xác định rằng hệ máy tiếp theo của họ bắt buộc phải là một hệ máy mang đến sự đột phá trong phong cách thiết kế. Nó bắt buộc phải làm tốt hơn những gì mà Nintendo DS và Wii đã từng làm trong quá khứ. Thế nhưng, điều khó khăn ở đây chính là mỗi hệ máy của Nintendo đều luôn mang một nét đặc trưng riêng và đem đến cho người chơi những loại trải nghiệm mà không một hệ máy nào khác có được. Vậy nên câu hỏi ở đây là, liệu Nintendo sẽ còn có thể tạo ra loại trải nghiệm mới nào khi mà hầu như họ đã làm tất cả trong quá khứ rồi? Và thế là đội ngũ thiết kế của Nintendo Switch đã bắt đầu đi vào quá trình nghiên cứu. Cuối cùng, họ đã đưa ra một sáng kiến, đó chính là tạo ra một hệ máy vừa có thể giúp người chơi trải nghiệm những tựa game giải trí nhẹ nhàng, mà vừa có thể mang lại cho họ cảm giác tuyệt vời khi chơi những tựa game có chiều sâu. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Asahi Shimbun, ông Kim Mishima đã hé lộ rằng Nintendo Switch được thiết kế để tạo ra một cách thức tiếp cận game hoàn toàn mới và nó chắc chắn sẽ đem đến những tác động và thay đổi mạnh mẽ hơn cả dòng máy Wii U trước kia. Chủ tịch và cool của Nintendo of America, ông Reggie Fils-Aime cũng nhấn mạnh sức hấp dẫn của hệ máy này trong việc nó có thể sử dụng như là một máy chơi game cầm tay và đồng thời cũng sẽ đem lại trải nghiệm tuyệt vời khi xuất hình ảnh trên TV và các màn hình lớn, giúp game thủ có thể chơi chiếc máy này mọi lúc, mọi nơi, ở mọi mức độ trải nghiệm mà họ mong muốn. Khi chúng tôi hợp một đội lại với nhau, tôi chắc chắn rằng chúng tôi đã có rất nhiều kinh nghiệm từ nhiều những dự án trước đây. Chúng tôi còn có một số người đã có CV khủng trong việc thiết kế một chiếc máy handheld trong quá khứ. Thậm chí trái lại, một số người lại có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc thiết kế nên một chiếc máy console. Chúng tôi muốn chắc chắn rằng đội của chúng tôi có rất nhiều tiềm năng trong việc kết hợp một cách mượt mà hai thể loại máy chơi game này. Thế nên chúng tôi đã tạo nên một nhóm và cùng nói về một mục tiêu duy nhất. Và đó chính là cách mà chúng tôi đưa những cải tiến này vào trong Nintendo Switch. Với lối phát triển này, Nintendo tiếp tục sử dụng chiến lược mang tên đại dương xanh của họ, thứ đã hoạt động rất hiệu quả với các hệ máy trong quá khứ như Wii. Nói một cách dễ hiểu, trong khi các nhà phát triển khác như Sony và Microsoft đang cạnh tranh nhau một cách gay gắt bằng hai hệ máy có phần hơi giống nhau của họ là PlayStation và Xbox, thì Nintendo sẽ tạo ra một hệ máy khác độc đáo hơn và phức tạp hơn để tự mình độc quyền thị trường ấy. Từ đó tạo nên nét độc đáo riêng mà chỉ có những người mua và sở hữu máy chơi game của Nintendo mới có thể trải nghiệm. Ông Miyamoto chia sẻ rằng, một số khái niệm của Switch được mở rộng và phát triển từ một triết lý thiết kế có tên là tư duy cấp tiến song hành với kinh nghiệm về công nghệ của nhà thiết kế trò chơi huyền thoại Yokoi Genpei, thứ mà Nintendo đã áp dụng rất thành công trong suốt lịch sử phát triển của hãng. Hãy lấy chiếc Joy-Con này ra khỏi máy. Được rồi, giờ thì chúng ta sẽ biết rằng mình có thể bật cái kickstand ở đằng sau lưng máy ra và bạn có thể chơi chiếc máy này bằng cách sử dụng chiếc controller. Bạn biết gì chứ? Nếu như bạn đang ở trên máy bay, bạn có thể chơi nó như thế này, ở ngay trên bàn. Hoặc bạn có thể lắp hai chiếc tay cầm vào hai cạnh và bạn có thể chơi nó như một chiếc handheld. Và nếu như bạn không muốn chơi một chiếc handheld nữa, bạn hoàn toàn có thể chơi nó như cái cách mà Pi đang chơi, chỉ bằng việc cắm nó vào trong cái dock. Và giờ thì hình ảnh sẽ được chiếu trên TV 50 inch của bạn. Đó chính là phép màu mà chúng tôi đã tạo ra với Nintendo Switch. Thế nhưng bài học vô giá về sự thất bại của Wii U vẫn còn ở đó. Và đương nhiên, những áp lực về tài chính của nó cũng vậy. Doanh số bán ra trong giai đoạn đầu tiên của hệ máy Wii U yếu hơn rất nhiều so với dòng máy Wii đã ra mắt trước đó, khiến cho các studio lớn như Electronic Arts và Ubisoft phải đưa ra thông báo sẽ ngừng hỗ trợ và phát triển game trên hệ máy này chỉ đúng một tháng sau khi Wii U ra mắt. Điều này đã gây ra những ảnh hưởng không nhỏ. Theo ông Fils-Aime, hệ máy Switch sẽ là sự hồi sinh hoặc là dấu chấm hết của đế chế Nintendo. Như đã nói ở trên, theo Shinya Takahashi và Koizumi Yoshiaki, tổng giám đốc và phó tổng giám đốc của mảng Entertainment Planning and Development Division của Nintendo, EPD, thiết kế của Nintendo Switch có thể giúp thu hẹp sự phân cực của thị trường game vào thời điểm đó.
với việc tạo ra một thiết bị có thể chơi các trò chơi điện tử để giải trí, đồng thời cũng có thể sử dụng để chơi các trò chơi có chiều sâu. Thiết bị này được kỳ vọng có thể đáp ứng được đồng thời nhu cầu của các khách hàng nội địa, người dân Nhật Bản, những người có xu hướng chơi game của Nintendo ở trên các phương tiện công cộng hoặc chơi cùng một nhóm bạn bè, cũng như là game thủ phương Tây, có xu hướng chọn chơi game ở nhà nhiều hơn. Vậy nên thiết kế của Nintendo Switch cần phải đáp ứng được cả hai phong cách chơi đối lập này. Và họ đã tìm ra đáp án cho bài toán học búa ấy. Một thiết bị vừa có khả năng mang đi lại khắp nơi như một chiếc máy handheld và đồng thời vừa có thể xuất hình ảnh trên màn hình TV để có thể chơi game tại nhà như một chiếc console bình thường. Cái tên Switch sau đó được lựa chọn không chỉ để thể hiện khả năng chuyển đổi từ chế độ cầm tay sang chế độ chơi game tại nhà, mà nó còn thể hiện thông điệp của Nintendo về một ý tưởng cho một sự chuyển đổi khi người chơi có thể tùy biến các cách thức trải nghiệm giải trí hàng ngày của họ. Theo ông Takahashi Shinya, một phần cảm hứng về lối thiết kế của Nintendo Switch đến từ chính người chơi, hay chính xác hơn là từ những phản hồi mà người chơi đã gửi cho Nintendo về hệ máy Wii. Với việc phát hành các trò chơi như Wii Sports và Wii Fit, người chơi đã đưa ra ý kiến rằng Nintendo nên thiết kế Wii Remote ở dạng nhỏ hơn để có thể cột hẳn vào tay và cầm nắm trò dễ hơn. Không để những ý kiến từ cộng đồng fan trung thành đi vào quên lãng, đội ngũ thiết kế của Nintendo đã dựa vào đó mà hình dung ra một chiếc tay cầm có những tính năng tương tự như Wii Remote nhưng có hình thức nhỏ hơn. Qua đó, kết hợp với sự phát triển của công nghệ chuyển động cùng cảm biến để tạo ra được một chiếc tay cầm dù nhỏ nhưng rất có võ và có thể làm được những điều mà đến cả Wii Remote, một chiếc tay cầm đủ sộ hơn, không làm được. Không chỉ Wii, thậm chí hàng nghìn những chỉ trích về hệ máy thất bại Wii U cũng được Nintendo học hỏi và cải tiến trong chiếc máy Switch. Ông Phil Aim chia sẻ rằng, những người chơi Wii U thường xuyên phàn nan về việc họ muốn sử dụng chiếc máy Wii U, GamePad của họ, ở bất cứ đâu. Thế nhưng hệ máy này lại không thể sử dụng nếu di chuyển một khoảng cách xa khỏi thân máy chính. Vậy nên, Nintendo đã thiết kế nên một chiếc máy console mà người chơi có thể mang theo họ đi bất cứ đâu. Đã có khoảng 5 nguyên mẫu về các ý tưởng trong việc phát triển Nintendo Switch. Trong đó, có cả một bản thiết kế về việc sử dụng 500 từ trường để gắn Joy-Con vào đúng vị trí trên thân máy. Chúng tôi có rất nhiều đề xuất khác nhau về phần cứng và đồng thời cũng có rất nhiều ý tưởng khác nhau để giải quyết các vấn đề của trò chơi. Chúng tôi còn mix và match chúng lại và bắt đầu chỉnh sửa một chút nữa. Ngoài việc thiết kế các yếu tố hình thức cho chiếc máy Switch, Nintendo còn tập trung rất nhiều để tìm ra cách cân bằng sức mạnh và tốc độ của vi xử lý trung tâm trên hệ máy này, đồng thời tạo ra một viên pin có tuổi thọ vừa đủ sao cho phù hợp nhất với kích thước nhỏ gọn của thiết bị. Ban đầu, Nintendo đã lên kế hoạch để tạo ra một con chip riêng cho Switch như họ đã làm với nhiều dòng máy trong quá khứ. Thế nhưng sau nhiều lần thảo luận, cuối cùng họ cũng đã bác bỏ ý tưởng đó và sử dụng một con chip có sẵn của một bên thứ ba. Đó chính là chiếc SoC Tegra X1 Mariko đến từ Nvidia. Ông Koizumi chia sẻ rằng, quyết định phá vỡ truyền thống này nhằm một mục đích duy nhất, đó chính là giúp cho Nintendo có thể nhận được nhiều sự hỗ trợ hơn từ phía các nhãn hàng bên thứ ba. Hơn nữa, với việc sử dụng con chip SoC, các nhà phát triển game có thể dễ dàng hơn trong việc đưa tựa game của họ lên hệ máy Switch, vì suy cho cùng, chiếc máy này được sinh ra không chỉ để phục vụ cho các game của Nintendo, mà còn là cho những tựa game bom tấn khác nữa. Ngoài ra, Nintendo cũng đã quyết định sẽ không tập trung vào sức mạnh thuần túy của hệ máy này vì nhiều lý do khác nhau như là tuổi thọ pin, kích thước, cách chơi và thời gian phát triển hạn chế. Thế nên họ đã tìm ra cách cân bằng các thông số của thiết bị này sao cho phù hợp nhất với mục tiêu mà họ đặt ra về một chiếc máy có khả năng chơi di động mọi lúc mọi nơi. Ông Koizumi chia sẻ, phần khó nhất khi mà phát triển chiếc máy này là làm thế nào để cân bằng tổng thể tất cả mọi thứ trong khi chúng tôi đang vướng phải rất nhiều vấn đề phức tạp. Thế nên cách duy nhất để đạt được sự cân bằng đó là không sử dụng sức mạnh phần cứng làm điểm mấu chốt khiến người chơi mua Switch, mà thay vào đó, cách tiếp cận và tính đa dụng của nó mới là ưu tiên hàng đầu. Trong quá trình phát triển, Koizumi được bổ nhiệm làm giám đốc sản xuất của Nintendo Switch. Theo ông Miyamoto, sự ra đời của Switch chính là kết quả của công sức, sự cố gắng không ngừng nghỉ tới từ thế hệ trẻ Nintendo, những người luôn đầy sự sáng tạo và có nhiều ý tưởng táo bạo đến nực cười. Thực sự là chính họ đã đưa nó, Nintendo Switch, lên và thiết kế ra hệ thống này, Miyamoto chia sẻ. Ngoài ra, ông cũng có thêm vài lời bộc bạch về lớp trẻ của Nintendo.
Tôi luôn cố gắng tìm kiếm những nhà thiết kế trò chơi không phải là những người nghiện game. Tôi muốn đảm bảo rằng họ không chỉ là một game thủ, mà họ cần phải có rất nhiều sở thích và kỹ năng khác nhau. Không chỉ những người trẻ, các nhà phát triển gạo cội cũng đã được Nintendo trọng dụng để giúp vạch ra kế hoạch, giúp cho hệ máy Switch có vòng đời dài hơn các dòng máy chơi game tại gia khác. Và kết quả là, tính tới hiện tại, tức là đã 5 năm kể từ lúc hệ máy này được phát minh, Switch vẫn chưa từng có dấu hiệu hạ nhiệt và vẫn sẽ còn tiếp tục bùng nổ hơn trong tương lai. Nếu như đến giờ bạn vẫn không có cho mình một chiếc máy Nintendo Switch do vấn đề kinh tế, thì sao không sắm cho bản thân một sản phẩm cầm tay khác nhỉ? Như là chiếc hộp Anybox này chẳng hạn. Chỉ cần quay chiếc cần bên tay phải là bạn sẽ nhìn được cảnh Pikachu tát nhau cực kỳ đáng thương, nhưng cũng ngộ nghĩnh đúng không nào? Bạn có thể đặt Anybox lên mặt bàn để nó trở thành đồ trang trí cho góc làm việc, hoặc là cầm lên tay và quay như một món đồ chơi làm giảm stress khi bạn cảm thấy khó chịu. Thậm chí nó còn là một món quà phù hợp cho mọi lứa tuổi, mọi giới tính và mọi ngày lễ. Vậy nên hãy click vào đường link ở bên dưới để tặng cho bản thân hoặc những người thân yêu của mình một món quà thật cute nhé. Và đừng quên nhập code Anybox về game để được giảm giá nhé. Những công bố đầu tiên. Những tin tức chính thức đầu tiên của Nintendo Switch đã bắt đầu xuất hiện kể từ lúc mà Nintendo công bố sự hợp tác của Dena vào ngày 17 tháng 3 năm 2015. Ở giai đoạn này, Nintendo đã nhá hàng với khán giả rằng các hãng đang phát triển một hệ máy console với mật danh là NX. Ngoài ra, hãng cũng mô tả chiếc máy này như một thiết bị có thể mang lại cho người chơi những trải nghiệm mà họ chưa từng được thử từ trước đến nay. Tại cuộc họp với các nhà đầu tư vào tháng 4 năm 2016, Nintendo đã chính thức thông báo rằng họ đã lên kế hoạch phát hành chiếc máy NX trên toàn thế giới vào khoảng tháng 3 năm 2017. Nintendo cũng đã đưa ra một thông báo quan trọng tại khuôn khổ sự kiện E3 2016 của hãng rằng tựa game bom tấn The Legend of Zelda Breath of the Wild, ban đầu vốn dự tính độc quyền cho hệ máy Wii U, cũng sẽ được phát hành cho chiếc máy NX này. Điều này càng khiến cho những thông tin nhỏ giọt về NX ở thời điểm đó đã hot lại càng hot hơn. Ngay sau E3 năm ấy, tại cuộc họp của các cổ đông, ông Miyamoto đã nói rõ lý do khiến cho Nintendo không muốn công bố sớm các thông tin chi tiết về NX là do họ lo ngại rằng các đối thủ cạnh tranh có thể sao chép ý tưởng từ hệ máy này và tạo ra những thiết bị tối tân hơn của Nintendo. Điều này sẽ đi ngược với chiến lược của ông lớn này, vốn là tập trung vào một thị trường độc quyền. Tuy vậy thì chỉ khoảng một tháng sau, những thông tin về NX đã bắt đầu bị rò rỉ ra công chúng. Mọi người truyền tai nhau về một chiếc máy chơi game mới của Nintendo sử dụng phần cứng tới từ Nvidia Tegra. Chiếc máy này sẽ là thiết bị lai giữa một chiếc console và một chiếc máy handheld. Ngoài ra, điểm nhấn của NX nằm ở bộ controller. Có thể tháo rời khỏi thân máy và đồng thời cũng có thể sử dụng như hai chiếc tay cầm riêng biệt. Ngày 20 tháng 10 năm 2016, Nintendo chính thức công bố hệ máy NX của họ dưới cái tên chính thức là Nintendo Switch, cùng với một đoạn giới thiệu về khả năng chuyển biến từ một chiếc console sang một chiếc handheld của hệ máy này. Ban đầu, Nintendo đã lên kế hoạch về việc tổ chức một buổi lễ ra mắt riêng cho Switch vào năm 2017. Thế nhưng vì các thông tin của máy đã bị lộ ra từ sớm, công ty đã phải hủy kế hoạch ấy và đẩy ngày công bố Switch lên sớm hơn so với dự kiến. Vào tháng 12 năm 2016, Nintendo Switch đã có màn debut đầu tiên trên sóng truyền hình Mỹ tại chương trình The Tonight Show starring Jimmy Fallon. So, you know, we know you're such a big fan, you're such a great gamer. You love to challenge us to bring you the latest and greatest surprises. We have one more surprise. Come on, no. So can we get a drum roll? If this is one last surprise, this is it. Jimmy, are you ready? No. Are you ready? Yeah, no, I'm freaking out. This is not the this Switch. This is the Nintendo Switch. This is what I'm talking about. No way! Oh, I'm geeking out. I'm geeking out right now. So this is the Nintendo Switch. So launching next March. No, yeah. Ngoài ra, Fallon còn có cơ hội trải nghiệm một phần của tựa game The Legend of Zelda Breath of the Wild. Điều này đã khiến anh trở thành một trong những người đầu tiên trên thế giới được chơi tựa game GOTY 2017 trên chiếc máy Nintendo Switch. This is the Nintendo Switch. It's
This is the actual machine? Like, is there anything left on this thing that, like... So the machine is here. Everything is here. The games are here. And, you know, you can play it on your TV. You can take it on the go. Oh, no, I know everything about this thing because I know there's, like, these things you can remove, these side things. That's right. There should be a kickstand in the back. Correct. Can I just pull it out? Does yeah, it kickstand? You pop this out. I pull out these two controls. I give and one to you. Play? And we play a two-player game. Exactly. No, this thing is three. It's three consoles in one console. I am freaking out. All right. Am I going the right way? Nintendo đánh dấu lần đầu công bố các thông tin chi tiết của Switch tại một sự kiện báo chí ở Tokyo vào ngày 13 tháng 1 năm 2017. Tại đây, họ đưa ra cấu hình và đánh giá sức mạnh phần cứng của chiếc console này tới thế giới. Ngay ngày hôm sau, tại một sự kiện cá nhân mang tên Nintendo Treehouse, hãng đã chính thức công bố một vài cái tên nổi bật sẽ ra mắt cùng với Switch. Có thể kể đến những bom tấn như Super Mario Odyssey, Splatoon 2, Xenoblade Chronicles 2, Kirby và đặc biệt nhất chính là The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Tựa game đã khiến cho Nintendo Switch đạt được những thành công rực rỡ ở thời điểm hiện tại. Have some fun on the show. Kids, yeah. Gather around the TV because Nintendo has released one of the most anticipated consoles in recent memory, the Nintendo Switch. Video game industry generated more than $30 billion in revenue last year. Nintendo is having a strong start in sales this year. It had the highest sales for any system in Nintendo's history in the first 5 days after. Đây chính là hệ máy đã làm nên tên tuổi của Nintendo trong khoảng thời gian gần đây. Since March 2018, Nintendo has sold 8.7 million Switch consoles in the US, and the company expects to sell 35 million worldwide by March 2019. Sau quá trình quảng bá của mình, vào ngày 3 tháng 3 năm 2017, Nintendo Switch, hệ máy console mới nhất của huyền thoại Nintendo chính thức ra mắt người chơi trên toàn cầu. Bộ sản phẩm của Switch bao gồm thân máy, dock xuất hình ảnh, bộ điều khiển Joy-Con trái phải đi kèm với dây đeo tay cùng một số loại cổng kết nối kèm theo. Với việc nhắm đến thị trường những người chơi thuần giải trí nhiều hơn, Nintendo đã rút gọn nhiều loại phụ kiện phần cứng của Switch sao cho tối giản hết mức có thể để phù hợp hơn với túi tiền của khách hàng. Ngoài ra, chiếc máy này còn có hai phiên bản khác màu nhau là đỏ, xanh cùng với đơn sắc để phù hợp với phong cách của từng người. We have prepared Joy-Con color variations, neon blue and neon red. Rút kinh nghiệm từ Wii U, với Nintendo Switch, hãng đã dành nhiều sự quan tâm vào việc nó có thể chuyển đổi giữa hai chế độ console và handheld, từ đó phát triển thư viện game đa dạng và đủ sộ. Bên cạnh những tựa game giải trí nhẹ nhàng như các game Nintendo từ trước giờ, thì những cái tên của bên thứ ba như Activision, Bethesda, Electronic Arts, Sega, Square Enix, Take-Two và Ubisoft cũng được đặc biệt chú ý. Một số tựa game nổi bật của các nhà thiết kế bên ngoài có thể kể đến như The Witcher 3, Wild Hunt, Nier, Ultimata, Persona 5 Royal hay Bayonetta 3. Với kho game như vậy, Nintendo Switch đã dễ dàng tiếp cận được với mọi đối tượng người chơi mà chẳng có bất kỳ rào cản nào. Về độ hoàn thiện và chất lượng sản phẩm, Nintendo Switch lại không được đánh giá cao ở khoản này. Nhiều ý kiến cho rằng kết nối giữa máy và Joy-Con khá thiếu ổn định, màn hình của máy dễ bị chảy xước và có độ bền không cao. Mặt lưng được làm bằng nhựa và khá dễ bị bám mồ hôi cùng dấu vân tay. Thế nhưng nhìn chung thì Nintendo Switch vẫn là một chiếc máy tốt, tiện lợi và thân thiện với người dùng mới. Đó là lý do mà doanh số bán ra khởi đầu của Switch rất cao. Theo báo cáo của Nintendo về doanh thu trong tuần đầu tiên, Switch là hệ máy bán chạy nhất của công ty từ khi được thành lập. Tại Nhật Bản, doanh thu cuối tuần đầu tiên đã nhanh chóng vượt qua 333.000 máy, tức là bằng với cỗ máy PlayStation 4 của Sony trong thời gian ra mắt tại thị trường này. Ở Anh, Pháp và Đức, số liệu cũng không hề kém cạnh và thậm chí có phần nhỉnh hơn. Theo Media Create, ước tính đã có hơn 500.000 chiếc Switch được bán ra tại Nhật Bản trong tháng đầu tiên, đánh bại thành tích trước đó của PlayStation 4 cho phiên bản đầu tiên của mình. Một điều nữa cần nhắc tới chính là giá thành của một chiếc máy Nintendo Switch khi đó được cho là khá cao so với mức khởi điểm của các hệ máy khác. Đơn cử như chiếc máy PS4 của Sony. Vấn đề trên đã khiến cho nhiều nhà đầu tư và các tờ báo lo ngại về mức độ tiêu thụ của hệ máy này.
Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Nhà sản xuất game huyền thoại người Nhật Hideo Kojima đã so sánh chiếc Nintendo Switch với ý tưởng của ông từ năm 2011 về một hệ máy có thể chuyển đổi giữa console và điện thoại một cách dễ dàng. Ngoài ra, Kojima cũng dành nhiều lời có cánh cho Switch và nói rằng nó chính là một bước tiến hóa của video game. Dịch bệnh. Năm 2019 đánh dấu sự thay đổi không chỉ về ngành game nói riêng mà là cả thế giới nói chung. Đó chính là thời điểm dịch bệnh COVID-19 bắt đầu hoành hành và lan rộng trên khắp thế giới. Mọi người đều phải ở nhà giãn cách xã hội để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh. Và đây chính là cơ hội giúp cho các hình thức giải trí tại gia phát triển bùng nổ. Và đương nhiên, game cũng không phải là ngoại lệ, đặc biệt là game của Nintendo. Người người chơi Switch, nhà nhà chơi Switch và thậm chí cả những idol K-pop cũng chơi Nintendo Switch. Theo một hệ thống cho thấy, nếu số máy Nintendo Switch được bán ra vào một quý của năm 2019 là 4 triệu máy, thì cho tới quý 1 năm 2020, con số này đã tăng lên 6 triệu chiếc, tức là đã gấp 1,5 lần so với năm ngoái chỉ do giãn cách xã hội. Thậm chí chỉ riêng mình tháng 3 năm 2020, Nintendo đã bán ra được 2,3 triệu máy Switch trên toàn cầu. Hơn nữa, hãng còn không kịp đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng máy chơi game của người tiêu dùng vào thời điểm ấy. Trên nhiều trang bán lẻ trong nước và quốc tế, giá của một chiếc Switch thậm chí còn bị độn lên từ 2 cho tới 3 triệu đồng so với giá gốc. Không chỉ phần cứng, các tựa game của Nintendo cũng được hưởng lợi từ dịch bệnh. Với sự bùng nổ của The Legend of Zelda Breath of the Wild và những cú hit bất ngờ từ Animal Crossing, New Horizons cùng nhiều tựa game khác, làn sóng Nintendo Switch đã mạnh, nay lại càng trở nên mạnh mẽ hơn và phát triển lên rất nhiều nhờ vào dịch COVID-19. Các phiên bản khác. Ngoài phiên bản đầu tiên, Nintendo còn tạo ra thêm cho Switch một số phiên bản khác để phù hợp hơn với người dùng và khắc phục các yếu điểm của thiết bị gốc. Chúng ta đang nhắc đến bộ ba Switch V2, Switch Lite và Switch OLED. Các phiên bản này cũng nhận được nhiều sự chú ý như người đàn anh đi trước và đạt được nhiều thành công nhất định. Và đó chính là quá trình hình thành và phát triển của Switch cùng với sự vươn lên đầy ngoạn mục của Nintendo. Chiếc máy chơi game nhỏ bé này đã có một màn trào dần hết sức ấn tượng và cứu huyền thoại làng game một pha thua trông thấy. Thậm chí đến thời điểm hiện tại, dù đã trải qua giữa dòng đời của mình, Nintendo Switch vẫn luôn có một chỗ đứng vững chắc trong lòng người hâm mộ và không hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Với sức hút lớn như vậy, mình tin rằng chỉ khoảng vài năm nữa, khi mà Nintendo cho ra đời thế hệ máy chơi game tiếp theo của hãng, người ta chắc chắn vẫn sẽ nhắc đến sự thành công của Switch như cái cách mà NES, DS và nhiều chiếc máy chơi game huyền thoại của Nintendo đã từng làm trong quá khứ.